thì chị Trí Lý sẽ đụng vào để xem nó sẽ đổi màu gì. Hello, chị Kimber, mến chào tất cả các em. Các em ơi, hôm nay chị Kimber sẽ làm một cái video theo yêu cầu của các em, đó chính là làm slime đổi màu. Slime đổi màu thì rất là thú vị luôn ha các em. Và nhìn xem ở ngoài sau chị Kimber có những cái slime mới, đó chính là slime restock kỳ này của Kimber Shop. Nếu mà các em muốn chị Kimber chơi thử những cái slime này thì xem xong cái video này các em hãy qua Kimber Shop channel nha. Chị Kimber sẽ chơi thử những slime này cho các em xem. Các em ơi, để làm slime đổi màu thì chúng ta cần có những nguyên liệu làm slime như bình thường thôi, ví dụ như là keo sữa hay là keo trong, còn SV đều nữa. Nhưng mà một nguyên liệu rất là quan trọng để làm được slime đổi màu đó chính là bột đổi màu này các em. Cái này thì chị Kimber mua ở Mỹ luôn, ở trong shop chị Kimber không có bán cái bột này nha, tại bột này rất là mắc luôn. Nhưng mà chúng ta có slime đổi màu ở trong shop cho nên các em có thể mua để chơi. Chị Kimber có 3 màu, chị Kimber có màu cam, không biết là lát nữa nó sẽ đổi ra màu gì. Và có màu này, màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây rất là nhạt luôn các em. Và màu cuối cùng là màu tím. Chị Kimber chỉ chế ra như đây để làm thôi. Cái bột này ở đây nó rất là mắc luôn. Cái này thì chị Kimber mua ở Mỹ luôn, cho nên khi các em mua ở shop thì các em an tâm nha, không có bị sao đâu. Chị Kimber không biết là ở Việt Nam có bán không và bán ở chỗ nào. Nếu mà em nào biết chỗ nào bán thì các em hãy chỉ cho những bạn khác cùng biết để các bạn ấy có thể làm nha. Nhưng mà các em nhớ là phải tìm hiểu nguồn gốc của những cái đồ chơi mà các em chơi để cho nó được an toàn nha. Ok, thì chị Kimber sẽ làm một cái basic slime, đó chính là chị Kimber sẽ cho keo sữa vào. Ngày hôm nay thì chị Kimber không có dùng màu nè, tại vì chúng ta có cái này rồi. Chị Kimber nghĩ khi mà bỏ vô thì nó sẽ đổi màu ha. Không biết có thành công hay không, đây là lần đầu tiên chị Kimber làm slime đổi màu luôn. Chị Kimber sẽ cho keo sữa vào trước nha. Rồi tiếp theo chị Kimber sẽ cho dung dịch làm đông slime vào. Chị Kimber sẽ cho từ từ thôi, nếu không nó sẽ bị cứng lại đó các em. Rồi như vậy là được rồi, chị Kimber sẽ chế ra bàn để nhồi. Các em thấy bây giờ nó rất là dính, nhưng mà chúng ta phải nhồi, nếu không thì lát nữa sẽ rất là cứng luôn á các em. Bây giờ chị Kimber sẽ dùng cái cục slime này để lau bàn. Rồi lau luôn cái tô nha các em. Các em ơi, chị Kimber đã nhồi xong rồi nè. Các em thấy là slime của chúng ta nó rất là dẻo luôn. Nhìn giống như là bánh kem vậy các em ha. Các em ơi, móng tay của chị Kimber bây giờ nó rất là dài rồi, cho nên chọt slime nó hết đã rồi các em. Bây giờ chúng ta hãy đến bước tiếp theo, cũng là bước cuối cùng, đó chính là chúng ta sẽ cho bột đổi màu vào. Không biết chị Kimber nên chọn màu gì đây. Các em xem, chúng ta có 3 màu rất là đẹp luôn, màu tím nè, màu xanh và màu kem. Bây giờ chị Kimber sẽ dùng màu tím đi ha. Không biết là màu tím làm nó sẽ cho ra màu gì các em. Khi mà nó đổi màu đó, không biết nó đổi thành màu gì nữa. Rồi chị Kimber sẽ trace cái này ra. Cho bao nhiêu hả các em? Chị Kimber sẽ cho thử một nửa.
xem nó có đổi màu không. Chị Kimber đã cho màu vào rồi đây. Nhưng mà các em biết sao không, cái tay chị Kimber rất là lạnh luôn. Tay chị Kimber lúc nào cũng lạnh hết. Cho nên chị Kimber phải nhờ tay của chị trợ lý tay của chị trợ lý thì rất là nóng. Và tay của anh Abdi nữa lúc nào cũng rất là nóng. Còn tay chị Kimber rất là lạnh. Cho nên cái slam nó không có đổi màu. Nhưng mà các em ở Việt Nam thì nó nóng nè, các em hãy cho cái slam này vào trong tủ lạnh một tí để cho nó chuyển thành màu tím. Xong rồi các em đem ra và các em sờ tay vào thì nó sẽ đổi thành màu khác nha. Rồi bây giờ hãy cho chị trợ lý qua bên đây để chơi slam. Kim ơi, chị Kimber vừa mới để cái slam này ở trong tủ lạnh để cho nó thật là tím luôn. Bây giờ chị trợ lý sẽ mở ra nha. Wow, các em, cục slam của chúng ta nó đang nổi màu rồi nè. Từ màu tím nó đã chuyển thành màu hồng rồi. Wow, rất là đẹp luôn hả các em? Rồi bây giờ chị trợ lý sẽ cầm cái cục slam này lên chơi luôn nha. Cục slam của chúng ta nó đã trở thành màu hồng rồi này các em, nó không còn màu tím như hồi nãy nữa. Rồi bây giờ chị Kimber sẽ cho cái slam này vào hũ và chúng ta sẽ làm hai màu còn lại nha. Các em ơi, chị Kimber đã làm một cái basic slam ở bên này và bây giờ chị Kimber sẽ trở thành chị trợ lý và chị trợ lý sẽ trở thành chị Kimber nha. Chị trợ lý sẽ giúp chị Kimber chọn màu vào. Chúng ta còn hai màu nữa cho nên chị Kimber làm một cục to như thế này và chia ra làm hai. Các em nghĩ là màu xanh nó sẽ trở thành màu gì? Các em hãy để bình luận của mình ở dưới phần bình luận để cho chị Kimber biết nha, để xem ai là người chiến thắng đó ra màu xanh này sẽ trở thành màu gì đây. Cái slime này nó rất là mắc luôn á các em, tại vì cái bột này nó mắc dữ lắm. Chúng ta phải trộn nhẹ thôi, vì chúng ta trộn mạnh quá thì cái bột này nó sẽ bay lung tung lên. Sao quay như phim nó không màu xanh cho lắm, các em nhìn nó sẽ giống tím tím quá. Bây giờ chị trợ lý sẽ đụng tay vào để xem nó sẽ chuyển thành màu gì nha. Wow, nó chuyển thành màu gì các em? Giống như là màu xanh xanh vàng vàng gì đó. Khi mà lên phim thì nó không có được đẹp cho lắm, nhưng mà ở ngoài nhìn nó rất là đẹp luôn các em. Wow, ở ngoài thì nhìn nó màu vàng hơn, còn lên phim sẽ nhìn nó màu xanh xanh ha. Wow. Rồi bây giờ chị trợ lý sẽ cầm cục slime này lên chơi luôn. Chúng ta đã có slam màu xanh chuyển thành màu vàng, bây giờ chúng ta sẽ làm cái cuối cùng nha, để xem nó thành màu gì. Wow, màu cam rất là đậm luôn các em. Rồi chắc là màu cam chuyển thành màu đỏ đó các em. Các em ơi, cục slam của chúng ta hiện giờ sao nó màu hồng hả? Hồi nãy chúng ta cho màu cam vào, ở ngoài thì nó hiện màu cam, nhưng mà trong máy quay phim của chị Kimber thì nó màu hồng hồng cam cam nè. Còn bây giờ thì chị trợ lý sẽ cho tay vào nha.
Wow, nó chuyển thành màu vàng các em, màu vàng mà rất là nhạt luôn, gần giống như là màu kem ơi. Đây là cái slime cuối cùng nha. Cái slime này thì chúng ta nhìn nó màu hồng, màu hồng mà nó cam cam đó các em. Bây giờ chị Trợ Lý sẽ đụng vào để xem nó sẽ đổi màu gì. Wow, nó đổi thành màu gì các em? Màu trắng trắng và vàng nè. Wow, em ơi, vậy là chúng ta đã làm được 3 cái slime đổi màu thành công rồi. Cái này màu xanh nó chuyển thành màu vàng, cái này màu cam nó chuyển thành màu trắng, và màu tím nó đã chuyển thành màu hồng. Các em thích nhất là cái nào nè? Cái này nếu mà chị Kimber có ở trong shop thì chúng ta chỉ có rất rất là ít thôi nha, tại vì cái màu này nó rất là mắc luôn các em. Ok, video của chị Kimber đến đây là hết rồi. Chị Kimber hy vọng là các em thích cái video này nha. Các em đừng quên cho chị Kimber một like thật to. Và nếu mà các em muốn chị Kimber làm thêm những video nào nữa thì các em đừng quên để dưới bình luận cho chị Kimber biết nha. Chị Kimber tạm biệt các em, yêu các em rất là nhiều. Bye bye.